Thưa quý thính giả, sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ra quyết định kỷ luật giáo sư Chu Hảo, thì hàng loạt đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản đối mạnh mẽ qua làn sóng công khai tuyên bố bỏ đảng. Gần đây nhất là nghệ sĩ ưu tú Kim Chi. Trong tuyên bố được đăng trên trang Facebook của mình, bà viết: "Trải tuổi trẻ ở chiến trường, tôi khát khao giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng than ôi, khi nhận ra mình đã góp tuổi xanh vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn do mâu thuẫn ý thức hệ quốc tế, tôi vô cùng đau đớn. Nhiều đêm trắng tôi thao thức khi những người ưu tú lần lượt vào tù, hàng triệu dân oan không nhà làm nhói tim tôi. Im lặng là đồng lõa với cái ác, là có tội." Liên tục chương trình mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và nghệ sĩ Kim Chi liên quan đến việc bà ra khỏi Đảng Cộng sản. Vâng, xin mời Quang Nam. Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi xin kính chào nghệ sĩ Kim Chi ạ. Dạ, xin kính chào Quang Nam. Thưa bà, câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được hỏi đó là vào ngày 4 tháng 11 vừa qua, bà đã chính thức tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin bà cho biết động lực nào đã khiến bà đi đến quyết định này, thưa bà? Dạ, tôi thực ra thì tôi đã 5 năm nay tôi nghỉ sinh hoạt đảng với cái lý do là tôi tuổi cao sức yếu. Thì tôi cứ lặng lẽ tôi không sinh hoạt thôi, nhưng mà thực ra thì từ năm mà cách đây gần 3 năm đó, khi ông Nguyễn Phú Trọng mà tái bất cử á, thì tôi đã rất là muốn là công bố cái quyết định là ra khỏi đảng. Vì cái mà tôi không có tin tưởng là bởi vì tôi nghĩ ông Tổng Bí thư này ổng một mực ổng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, mà con đường đó thì dẫn đất nước đi đến một cái ngõ cụt, nó không có tương lai. Tôi xuất phát từ cái ý nghĩ đó cho nên là tôi rất là muốn tuyên bố dứt khoát. Nhưng mà lúc bấy giờ thì cụ Nguyễn Trọng Vĩnh là trước đây là đại sứ ở Trung Quốc đó, cụ lịch tướng đó, thì cũng rồi giáo sư Chu Hảo và một số bạn tốt khuyên tôi là không nên và phải đứng lại ở trong đảng để mà làm cho những đảng viên tốt mà người ta không quá thông tin nhưng người ta hiểu được sự thật thì nó tốt hơn. Do đó thì cũng vì cái chung đó mà tôi dừng lại. Thì nhưng mà mới đây nhất thì tôi thấy là Ủy ban Kiểm tra Đảng đó là đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo. Tôi rất là kính trọng giáo sư Chu Hảo. Tôi thấy đó là một người trí thức. Trong mắt tôi là đó là một người trí thức tuyệt vời. Một người yêu nước, một người có trách nhiệm với đất nước mà đang bị khủng bố tinh thần như thế. Thì tôi nghĩ đây là một cái chuẩn bị một cái chiến dịch để mà khủng bố những người bất đồng chính kiến, những người dám tranh đấu lại với lại nhà nước về những cái tham nhũng rồi thì vi phạm nhân quyền rồi thân công cộng rồi đã tất cả như thế. Do đó tôi nghĩ là đã đến lúc buộc lòng mình phải lên tiếng. Đó là động lực của tôi. Thưa bà, là một người sinh ra tại miền Nam Việt Nam, xin được hỏi là bà gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi nào? Và xin bà cho biết là vào thời điểm đó, đó việc gì đã khiến bà đi đến quyết định này, thưa bà? Phải nói là cái tuổi trẻ của tôi đó rất là nồng nhiệt, yêu nước và tôi được giáo dục rằng là miền Nam là Mỹ ngụy đang dày xéo nhân dân, đang làm khổ nhân dân. Cho nên lúc bây giờ tôi đang ở ngoài Bắc thì tôi xung phong đi vào chiến trường và phục vụ trong đoàn văn công giải phóng. Tôi được kết nạp năm 1971. Thì lúc đó là tôi cảm thấy sung sướng và tự hào lắm. Đó là mình được đứng trong một cái đội ngũ tiên phong đó mà để mà giải phóng đất nước, để cho dân giàu nước mạnh trong tương lai, mọi người hạnh phúc ấm no. Trong một cái niềm tin mãnh liệt như thế thì lúc bây giờ tôi vào đảng là với một cái tâm thế rất sung sướng, rất là tự hào vì mình đứng trong hàng ngũ những người tiên phong. Tại vì lúc bây giờ thì tôi không hề có một cái thông tin là cái cộng sản tàn ác như thế nào. Tôi không biết được những cái chuyện ông Lenin, ông Stalin là khủng bố và sát hại những người đồng chí của mình. Tôi không biết những cái chuyện Ukraine mà ông Stalin ổng giết như là đã đói hàng mấy chục triệu người. Rồi ông Mao Trạch Đông ổng ác như thế nào. Nói chung là tôi chả có cái thông tin gì cả. Cho nên là tôi yêu đảng một cách rất là cuồng nhiệt.
Thưa bà, cũng về vấn đề đó đó thì trước đây Tổng Bí thư Đảng Cộng sản năm tư là ông Milovan Dulac, sau khi mà ông này phản tỉnh đó, thì đã tuyên bố rằng khi mà 20 tuổi mà không theo Cộng sản là không có trái tim, và 40 tuổi mà không từ bỏ Đảng Cộng sản là không có cái đầu. Thưa bà nghĩ sao về lời tuyên bố này đối với trường hợp của Đảng Cộng sản Việt Nam thưa bà? Tôi nghĩ câu này nó quá hay. Câu này nó quá hay mà khi tôi nghe cái đó thì tôi đến bây giờ tôi mới tuyên bố ra khỏi đảng thì tôi thấy tôi vô cùng hổ thẹn. Còn thì tôi nghĩ rằng là nhiều những cái người đồng chí của tôi mà cho đến bây giờ họ vẫn còn là đứng trong hàng ngũ đảng, mà thậm chí có những người khi thấy tôi làm thế này thì họ rất là buồn phiền tức giận, tại vì họ không có thông tin, một số đông không có thông tin vì họ ở nông thôn chẳng hạn, còn một số đông thì người ta biết sự thật nhưng người ta quá sợ hãi. Là vì phải nói là những cái cuộc thanh trừng của Đảng Cộng sản cũng rất là đau buồn đấy, mà toàn là những người có công, mà khi mà đã làm, đã dám cất tiếng nói thì họ bị thanh trừ cũng khá là khốc liệt. Vì thời giờ có hạn, mời quý khán giả theo dõi tiếp phần 2 vào ngày mai. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hiện tượng Chu Hảo, một nguy cơ lớn xuất phát từ những tính toán sai lầm thiển cận. Trước khi nói về hiện tượng Chu Hảo, chúng tôi thấy cần phải nhắc tới một sự kiện quan trọng liên quan tới Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm bảo thủ của ông ta trong thời gian gần đây. Cần đánh giá đúng mức những gì mà Nguyễn Phú Trọng và lực lượng bảo thủ của ông ta đã làm được trong thời gian vừa qua tại Việt Nam. Nhìn nhận một cách công bằng, Nguyễn Phú Trọng đã làm được những việc vô tiền khoáng hậu trong đời sống chính trị ở Việt Nam kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 12 cho đến nay. Chỉ xin nêu ra một số dấu mốc điển hình trong những thành công kỳ tài của Nguyễn Phú Trọng. Thứ nhất là đã loại bỏ được con sâu chúa hay là một hoàng đế của chế độ Cộng sản Việt Nam trong Đại hội 12. Nguyễn Tấn Dũng trong suốt hai nhiệm kỳ làm thủ tướng đã tạo dựng một đế chế cộng sản giả hiệu một cách bi hài nhất trong lịch sử Việt Nam. Vòng xoáy quyền tiền quyền thống trị mọi mặt đời sống kinh tế chính trị xã hội an ninh quốc phòng. Mối gắn bó chặt chẽ giữa quyền và tiền đã trở thành lẽ sống, là chuẩn mực, thậm chí là chân lý cho mọi hoạt động của nhà nước và xã hội. Đặc biệt là trong việc tổ chức bộ máy cầm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong cả một thời gian dài qua nhiều thế hệ lãnh đạo, mà cao trào là những năm đầu của thế kỷ 21 dưới thời Nguyễn Tấn Dũng. Phải nói rằng Nguyễn Tấn Dũng là bản sao y chang của hiện tượng Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Mậu và bè lũ của chúng tại Trung Quốc. Thứ hai, giống như Tập Cận Bình, sau Đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong chiến dịch chống tham nhũng qua việc cho Đinh La Thăng vào lò cùng với khá nhiều lãnh đạo cao cấp khác của chính quyền. Thứ ba, Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện các biện pháp khá quyết liệt để phong tỏa và vô hiệu hóa được hàng loạt những con hổ to nhất của triều đình như Trần Đại Quang, Nguyễn Văn Bình, cũng như các vây cánh của những con hổ là thành viên của Bộ Chính trị cũ như Nguyễn Văn Chi, Lê Thanh Hải, Nguyễn Bá Thanh. Một dấu ấn đặc biệt quan trọng khác mà Nguyễn Phú Trọng và phe cánh của ông ta cũng dũng cảm làm được là đã đánh thẳng vào một trong những cơ quan uy nghiêm nhất của chế độ Cộng sản, là các cơ quan thuộc ngành cảnh sát, an ninh và tình báo thuộc Bộ Công an. Qua việc khởi tố, bắt giữ và xét xử hàng loạt tướng lĩnh cốt cán của các cơ quan này, quả thực đây là một trong những việc khó khăn nhất mà Nguyễn Phú Trọng đã làm được. Khách quan mà nói, ngoài Tập Cận Bình ra thì rất ít nước trên thế giới có thể làm được những việc tương tự, kể cả là các nước dân chủ tự do. Rõ ràng việc làm này đã thể hiện sự quyết tâm, khôn khéo, quyết liệt của Ngài Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ cần thiếu một trong những yếu tố trên thì không thể động vào được những cơ quan nhà nước trong nhà nước loại này. Việc thay máu gần như toàn bộ ban lãnh đạo của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Công an cũng là một việc ít quốc gia nào dám làm, vì đây là một trong những huyệt đạo trọng yếu và nhạy cảm nhất của chế độ. Thứ tư, một việc làm khác cũng rất ấn tượng mà Nguyễn Phú Trọng đã ghi dấu ấn trong thời gian qua là phơi bày ra công chúng vụ AVC. Việc dám đánh thẳng vào vụ AVC là một đòn đánh vỗ mặt vào bộ máy cầm quyền nói chung của chế độ Cộng sản Việt Nam và sự tham tàn của thế hệ lãnh đạo Nguyễn Tấn Dũng nói riêng. Câu chuyện AVG không chỉ là câu chuyện một nhóm tinh hoa của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp đoạt của nhà nước vài ngàn tỷ, mà cái chính là Nguyễn Phú Trọng đã dám phơi bày sự trắng trợn của nguyên lý tiền quyền tiền ngồi trên pháp luật, đạo lý của nhiều thế hệ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây, mà đặc biệt là giới quyền cao chức trọng thời Nguyễn Tấn Dũng.
Phải nói rằng, vụ AVG có thể coi là một mẫu hình tiêu biểu nhất của sự sa đọa về quyền lực. Người ta đã dùng quyền lực để hợp pháp hóa việc trộm tiền của nhà nước. Trương Minh Tuấn, một hạt giống đỏ, được tổ chức Cộng sản sàng lọc, rèn luyện trong rất nhiều năm. Nhưng trước khi muốn được lên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thì phải biết vâng lời lãnh đạo cấp trên của mình là Nguyễn Bắc Son. Chấp nhận nhúng chàm, trực tiếp tiếp tay cho việc trộm tiền công quỹ. Nguyễn Bắc Son không chỉ là một bộ trưởng, một ủy viên trung ương của đảng bình thường như các ủy viên trung ương khác, mà còn là một cận thần của Lê Đức Anh, một vị khai quốc công thần đã từng nắm toàn bộ hệ thống an ninh của đất nước. Vụ việc AVG lại được dàn dựng và đạo diễn bởi Nguyễn Thanh Phượng, cô con gái rượu của đương kim hoàng đế Nguyễn Tấn Dũng lúc bấy giờ. Thật thương thay cho hạt giống đỏ Trương Minh Tuấn lúc bấy giờ, chỉ còn cách nhắm mắt làm liều theo sự chỉ đạo của quyền lực tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối một thời của triều đại Nguyễn Tấn Dũng. Nay Nguyễn Phú Trọng đã dám động đến vụ AVG là đã dám phơi bày một sự tha hóa quyền lực một cách trắng trợn nhất của chính quyền Cộng sản. Việc làm này của Nguyễn Phú Trọng có thể được ví như là một việc làm của một bác sĩ dám thông báo với bệnh nhân của mình là tế bào ung thư đã di căn lên tận não bộ. Sẽ không ngoa khi ví Nguyễn Phú Trọng như một xót ba chóp trong một lĩnh vực nào đó của chế độ Cộng sản Việt Nam. Trước kia do Gorbachev làm tan rã chế độ Cộng sản của nhà nước Liên Xô, thì ngày nay Nguyễn Phú Trọng đã dám đánh thẳng và phơi bày sự tha hóa quyền tiền của đội ngũ lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Nhận định này không phải chỉ là đánh giá chủ quan của một nhóm người, mà đa số người Việt Nam đều ghi nhận được những thành tích vô tiền khoáng hậu này của Nguyễn Phú Trọng. Chính điều này đã làm cho dư luận nhân dân khoan dung hơn đối với các quan điểm giáo điều, cổ hủ, thậm chí là lũ lẫn của ông ta. Nguyễn Phú Trọng vẫn nhận được sự trân trọng của người dân. Nhưng là một lãnh tụ, ông ta cần phải hiểu một nguyên lý bất di bất dịch là muốn xóa bỏ một cái gì tồi tệ thì phải tìm cách xây một cái mới tốt đẹp hơn. Tập Cận Bình cùng với chiến dịch Đào Hổ diệt ruồi thì cũng phải tìm cách xây giấc mơ Trung Hoa. Cho đến nay, người dân Việt Nam ta chưa thấy lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn mang lại điều gì cụ thể cho sự phát triển của đất nước ngoài thuật ngữ chủ nghĩa Mác Lênin cũ rích. Nếu Mác Lênin mà sống lại trong thế kỷ 21 này thì chắc chắn người học trò Nguyễn Phú Trọng sẽ bị hai ông này xử phạt đầu tiên vì ông là một người học trò rất tồi, đã không biết cách phát triển lý luận kinh điển của người thầy đã viết ra từ thế kỷ 19, mà còn làm mất đi một nguyên lý cơ bản của luận thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học của thầy là tính biện chứng và tính lịch sử trong việc nhìn nhận và đánh giá sự phát triển của vạn vật. Việc Nguyễn Phú Trọng được bầu làm chủ tịch nước khi vẫn đảm nhiệm vị trí số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, cũng có không ít người nuôi hy vọng rằng khi đã tập trung được quyền lực trong tay thì ông ta phải khoan dung hơn, phải cải cách đổi mới hơn. Nhưng việc để Ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kỷ luật giáo sư Chu Hảo đã dập tắt hy vọng mong manh này. Tại sao vậy? Khi mà giáo sư Chu Hảo không phải là loại người chống đối chế độ, không đi theo phe cánh nào cả. Chu Hảo chỉ là một trí thức dám nói lên ý kiến độc lập của mình, nhiều khi không đồng điệu với đường lối của Đảng do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu. Việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo chắc chắn mang lại nhiều cái mất hơn là cái được cho Đảng của Nguyễn Phú Trọng và chế độ Cộng sản rất rất nhiều. Tại thời điểm này, người ta thật khó xác định chính xác nguyên nhân của hành động dị thường, phi chính trị này. Hiện nay, người ta có thể chỉ phỏng đoán các nguyên nhân chính dẫn đến quyết định kỷ luật giáo sư Chu Hạo như sau. Xuất phát từ tư duy mong muốn duy trì và củng cố sự ổn định về chính trị bằng những biện pháp thiển cận, ấu trĩ, Nguyễn Phú Trọng lại rơi trở lại trạng thái lũ lẫn vốn có của mình. Giới lãnh đạo Chabu có tư tưởng bảo thủ và thiển cận nghĩ rằng việc Nguyễn Phú Trọng được bầu chủ tịch nước với tỷ lệ phiếu bầu rất cao thể hiện sự thắng thế của tư tưởng bảo thủ trong giới lãnh đạo. Họ nhận định rằng đây là thời cơ để củng cố quyền lực cho giới lãnh đạo theo hướng bảo thủ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng 13 trong công tác nhân sự. Thời gian từ nay đến đại hội không còn nhiều. Nguyễn Phú Trọng tuổi đã cao, sức đã yếu, năng lực lại hạn chế, đang rất muốn chuyển giao quyền lãnh đạo cho thế hệ trẻ hơn. Do vậy, rất cần phải tạo môi trường chính trị thuận lợi nhất cho những hậu duệ mà ông ta tin cậy trong ban lãnh đạo hiện nay nhằm củng cố thanh thế, quyền lực và ảnh hưởng cho bước chuyển tiếp trong Đại hội 13. Việc kỷ luật giáo sư Chu Hạo chỉ là một hành động thể hiện cái uy của Nguyễn Phú Trọng nhằm răn đe những kẻ không biết nghe lời. Các phe phái trên chính trường luôn có một đội ngũ rất đông đảo những kẻ ăn theo, nói leo hay còn gọi là cơ hội chính trị. Sau sự kiện Nguyễn Phú Trọng được bầu làm chủ tịch nước với số phiếu cao gần như tuyệt đối, cũng như sau những ngày thắng lợi thu được của phe bảo thủ trong cuộc chiến chống tham nhũng vừa qua, các lực lượng cơ hội chính trị đi theo hướng bảo thủ đã chớp thời cơ đàn áp giới trí thức phản biện. Qua việc này, họ muốn chứng minh lòng trung thành của họ với tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Một khả năng khác
là chính các lực lượng đang bị phe bảo thủ mà đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng đã, đang và sẽ bị cho vào lò. Muốn qua việc Chu Hảo để tạo cớ lật ngược tình thế nhằm triệt hạ lực lượng chính trị đang hành hạ họ. Lực lượng này rất hiểu rằng họ chỉ có thể lật ngược được tình thế khi tìm được những cái cớ mang tính chính danh để kiềm chế hay loại bỏ Nguyễn Phú Trọng. Rõ ràng, việc kỷ luật Chu Hảo là một hình thức đàn áp ngớ ngẩn theo kiểu cách mạng văn hóa của thế kỷ 21, sẽ là cái cớ chính danh rất thích hợp để phe tham nhũng núp danh đổi mới sẽ tổ chức phản đòn đối với phe bảo thủ của Nguyễn Phú Trọng. Nhớ rằng lực lượng này chiếm đa số trong bộ máy chính quyền hiện nay. Họ nắm trong tay mọi nguồn lực mạnh, có thể chi phối đời sống chính trị của đất nước. Đồng thời, họ là những bậc thầy về các thủ đoạn chính trị thâm độc. Một khả năng cuối cùng mà Nguyễn Phú Trọng muốn rập khuôn họ Tập bên Trung Quốc một cách thiếu suy nghĩ. Cho dù xuất phát từ bất cứ nguyên nhân nào thì hậu quả của việc này sẽ là làm suy yếu hình ảnh của chính quyền Cộng sản Việt Nam trước con mắt của người dân, mà đặc biệt là tầng lớp tri thức. Tước bỏ triệt để cơ hội cho Đảng Cộng sản trở thành lực lượng chính trị tiên phong của xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vỗ ngực. Làm suy yếu sự đoàn kết gắn bó giữa những lực lượng đang mong muốn kiến quốc bằng con đường hòa giải dân tộc, khôi phục sức mạnh đoàn kết dân tộc, đưa đất nước vượt qua những thử thách và tranh thủ được cơ hội mà đất nước đang đối mặt. Tạo những kẽ hở để lực lượng ngoại bang tận dụng nhằm giảm đi vị thế độc lập và tự quyết trong mối băng sao giữa Việt Nam với quốc tế hiện nay. Rõ ràng vị thế độc lập tự quyết mà Việt Nam đang có và phải cố gắng duy trì và củng cố là cái phao cứu sinh hữu hiệu nhất cho con thuyền Việt Nam trong phong ba bão táp. Đưa nền chính trị quốc gia đi vào sự bế tắc tăm tối, tạo tiền đề cho những sự đổ vỡ tiềm tàng tương lai trong lòng đất nước. Trước mắt sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Nguyễn Phú Trọng và tính chính danh của chiến dịch chống tham nhũng của ông ta.